Chào mừng quý vị, anh chị các bạn quay trở lại với kênh mua bán tôi cũ kèm loan kênh môn Hải Dương. Và rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ quý khách hàng trên cả nước bằng cách đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình, like và chia sẻ kênh giúp Loan để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em đưa lên xuyên trong ngày nhé. Thì trong buổi chiều tối hôm nay, em Loan tiếp tục lên sóng giới thiệu cho quý anh chị các bạn xem một mẫu xe Mercedes của Đức. Vâng, một mẫu xe Mercedes 230 được sản xuất năm 2007 anh chị nhé. Một chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển thành phố. Một chiếc xe phải nói rất đẹp luôn, trang bị cái khối động cơ là 2.5, hộp số tự động 7 cấp, một cái tông màu y xám rất đẹp luôn. Và chiếc xe này em đang chào bán tại cửa hàng cơ sở 2 có địa chỉ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh với mức giá rất hợp lý thôi ạ, chỉ có 345 triệu đồng, có bao gồm phí rút sơ vận chuyển toàn quốc cho anh chị các bạn luôn. Quý anh chị các bạn quan tâm thì có thể kết nối Zalo số điện thoại của em luôn 0976081699. Em sẽ gửi chi tiết mẫu xe này cho quý anh chị các bạn để yên tâm chốt cọc hoặc là đến cửa hàng xem xe. Xe thì bên em sẽ có cam kết cho anh chị các bạn là không lỗi gì, cũng như là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, động cơ nguyên bản theo xe. Một mẫu xe của Đức thì anh chị biết rồi, họ thiên về độ an toàn cũng như độ bền rất là cao, rất đẹp luôn, độ cách âm cực tốt anh chị nhá, form dáng đẹp, không hề có hiện tượng lỗi thời luôn. Xe được trang bị hộp số tự động 7 cấp, ái la răng theo xe, ghế da xịn theo xe. Lát sẽ đi vào phần nội thất cho anh chị các bạn. Cái dòng xe này nó phải nói nó rất là lành xe. Đấy, rất là lành luôn ạ. Và cái form dáng cực đẹp, đẹp hơn cái dòng E rất nhiều. Tông màu ghi xám, biển số Sài Gòn. Quý anh chị các bạn đến xem xe check test thoải mái luôn. Đối với cái dòng xe này thì chị em phụ nữ chúng ta đi này, hoặc thanh niên các bác trung tuổi một chút đi cũng rất là phù hợp. Dòng này thì nó không kén người. Và ai đã từng sử dụng cái dòng Mercedes này thì anh chị biết cái mức độ tiêu hao của nó cũng như là đồ đạc của nó anh chị nhá. Đồ thay cũng rất là nhiều thôi. Thực ra thì đồ thì nó sẽ mắc hơn những dòng khác một chút, nhưng đổi lại thì cực bền, chúng ta không phải thay sửa thường xuyên. Nốp nắp còn tương đối là dày, na răng đúc theo xe. Tích hợp xi nhan báo rẽ trên gương. Cảm biến quanh xe anh chị nhá. Phải nói là lối thiết kế của cái dòng xe Đức này, cái form dáng của nó rất đẹp luôn ạ. Chỉ với 345 triệu đồng thôi thì chị các bạn đã sở hữu ngay được một mẫu xe Mercedes 230 2.7 về sử dụng đi gia đình rồi. Đây ạ. Và bước vào cái hệ thống nội thất của xe đây anh chị nhìn này. Nội thất da nguyên bản theo xe. Nội thất da màu kem anh chị nhá. Xe tiêu chuẩn là 17.2. Đó. Cực đẹp không lỗi nhỏ luôn. Hệ thống táp đô của xe này. Đó, trang bị túi khí quanh xe. Ghế chỉnh điện hai vị trí, cảm biến quanh xe luôn. Điều hòa auto hai vùng tự động. Rất nhiều các tiện ích trên xe. Keo chỉnh zin, máy móc zin anh chị nhá. Quý chị các bạn ở khu vực phía Nam thì có thể đến trực tiếp tại cơ sở em là 92 Vườn Nái, An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc kết nối số điện thoại của em luôn, em sẽ gửi định vị cho quý anh chị bạn đến tận cửa hàng nhé. Anh chị này, phần cốp và lỉ cốp canh xe này không gọi là không mất một phân keo chỉ cũng như là va chạm đâm đụng gì. Cốp rất là rộng luôn. Phải nói mẫu xe rất đẹp luôn ạ. Trang bị cam lùi đầy đủ trên xe, cảm biến quanh xe. Một chiếc xe form dáng đẹp. Giá thì rất rẻ, chỉ hơn 300 triệu đồng một chút thôi. Anh chị các bạn sở hữu một mẫu xe về sử dụng gia đình vô cùng hợp lý rồi. Hoàn toàn một chiếc xe nguyên bản anh chị nhé. Dòng xe cực bền luôn. Đồ rất nhiều. Dòng xe Mercedes này nó rất là lành xe. Bên em thì chuyên thu mua những dòng xe tục cũ từ 2 đến 7 chỗ với giá dao động từ 100 cho đến 500 triệu đồng.
Quý chị bạn đang có nhu cầu mua bán trao đổi thuốc cũ thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan gửi ngay chi tiết anh chị nhé. Em sẽ mua cho anh chị các bạn với mức giá hợp lý nhất và có thể trao đổi cho anh chị các bạn những cái dòng xe mà anh chị các bạn ưng ý bên em. Nói vô lăng anh chị ạ. À? Cực đẹp luôn nhá. Mà đi sâu hơn một chút về cái hệ thống quang máy của xe thì anh chị cùng khám phá. Đây ạ. Một cái hệ thống khoang máy của xe vô cùng là khô ráo, sạch sẽ. Hoàn toàn là một hệ thống khoang máy zin, chưa một chút gì gọi là động chạm. Đó, cực đẹp luôn anh chị nhá. Kể cả mặt máy của xe cũng chưa hề có sự tháo dỡ luôn. Đó. Và thông tin chi tiết của mỗi xe thì quý anh chị các bạn có thể up Zalo số điện thoại của em luôn, hoặc alo trực tiếp cho em sẽ gửi chi tiết mỗi xe này cho quý anh chị bạn yên tâm chốt cọc.